Cũng liên quan đến thời tiết cực đoan trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra gió lớn kèm theo mưa, khiến cho một cây xanh cổ thụ đổ, gãy và đè lên một cô gái trọng thương. Vào sáng ngày 23 tháng 4, chiếc xe cấp cứu hiện đại của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ y bác sĩ đã rời khỏi Đắk Lắk, đưa nạn nhân này xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 4, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Một cây xanh cổ thụ trên đường Izut bị ngã đổ, đè lên một cô gái 26 tuổi. Người dân cùng nhau khiêng cây đưa bệnh nhân ra khỏi hiện trường đi cấp cứu. Sau khi được điều trị tích cực, nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các tổn thương phức tạp gồm gãy nhiều xương sườn hai bên, dập hai phổi, chấn thương cột sống. Để tăng cơ hội sống còn của người bệnh, tập thể Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển người bệnh xuống Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho cô gái. Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sử dụng quỹ hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để miễn toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo.